Với quán nào chứ quán này thì nước chấm đa dạng và rất là ngon nha. Ốc tươi ngon lại được nhập trực tiếp từ Nha Trang, được kết hợp với lại 13 loại nước sốt với công thức riêng cho nên sẽ rất là đặc biệt. Menu đa dạng, mình ngồi ăn trên vỉa hè rồi mình sẽ tự chọn hoặc là chọn luôn cả 6 loại nước chấm siêu đỉnh luôn. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Món đầu tiên Phúc gọi là món heo nướng dao ăn cùng đậu bắp nè. Quán nướng sẵn nên mình chỉ việc ngồi ăn thôi. Món này thì Phúc đề xuất với các bạn là chấm thêm với lại món sốt tiêu đen sẽ là siêu phẩm luôn nha. Kiểu ăn rất là cuốn, vị chua chua ngọt ngọt sền sệt đã lắm. Thêm một cái món nướng nữa là mực tươi Nha Trang nướng muối ớt thì quán có hai loại nước chấm muối ớt xanh và muối ớt đỏ khá là phù hợp với lại các món hải sản nha. Menu ở đây thì có vô cùng nhiều các loại hải sản, ốc như là nhum, ốc tỏi, ốc hương, ốc bông, nhảy mỡ, móng tay, sò điệp, vẹm, bào ngư, càng ghẹ. Thêm mấy cái loại ốc như là cà na, bù lót, ốc len, ốc lát, cá bớp, bạch tuộc, tôm mực với giá trung bình chỉ từ 60.000 cho đến 100.000 đồng một món. Và chiều nay thì Phúc sẽ quyết định gọi món signature của quán là món ốc hương yêu thích của Phúc xào bơ tỏi, nhưng mà cái món sốt bơ tỏi ngon cực kỳ và chấm với bánh mì thì mau hết bánh mì lắm nha. Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên mà Phúc ăn món nghêu hấp xả cùng ớt xiêm xanh, nhưng mà góp ý với quán là nên để sôi thêm chút xíu nữa cho xả và tiêu nó nồng lên thêm chút xíu nữa thì sẽ ngon hơn. Món này thì các bạn nên chấm với lại nước chấm chua ngọt sền sệt là đúng bài nha. Rồi bà vợ tôi bả ngựa ngựa đồ ăn xiên que nghêu mới ghê chứ. Rồi cái món làm cho say mê Phúc là cái món khô mực xé chiên mắm tỏi cùng khoai bào sợi vô cùng thấm với lại tỏi phi vàng thơm lắm nha. Nếu mà các bạn thích cái quán này thì các bạn cứ đến quán Ốc Gồ 79 chuyên về các món hải sản Nha Trang ở số 94 đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh nha. Đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều quán ngon ở Sài Gòn nha.